Mình hả? Hello. Mình lúc trước là cảnh đạo. Ok, bây giờ mình sẽ làm đồ cho account này nha mọi người. Vì đầu tiên thì mình sẽ lấy cái vốn tự có trước. Đây mình sẽ để sao? Học chưa dạy khóa xong, không sao. Thì mình sẽ làm chuẩn lại cái tinh thông trước cho nó full đã. Với lại mình sẽ tẩy dòng. Đầu tiên thì mình sẽ đi mình tẩy dòng trước. Mình sẽ dùng hết những cái vốn tự có trước nha. Giờ mình sẽ tẩy dòng rồi, mình sẽ dùng hết tất cả những cái nguyên liệu, những cái vốn tự có trước, mấy cái tinh thông, mấy cái kim tầm ti mình cũng nâng lên luôn nè. Để coi còn đồ gắn vô không. Hết rồi. Này này bét nhiều vậy. Rồi bây giờ mình sẽ đi mình test nhân phẩm nha mọi người. Mình sẽ tẩy cho nó chuẩn luôn. Ủa? Không nghe hả? Alo, ủa con biết mà ta? Tiên mình sẽ đi mình tẩy lại cho nó chuẩn đã. Mình cái dòng mà huyền để coi né tránh thì cũng được rồi, không ngừng cái này né tránh hoặc là thể lực đều được cả. Nếu mà cái nào dòng khác thì mình sẽ tẩy lại cho nó chuẩn hơn thôi. Rồi coi như đồ thủ thì cũng khá ok. Giờ mình sẽ tẩy đồ công trước nha, test nhân phẩm. Tẩy cái này thì hơi tốn vàng ấy, mình sẽ để coi còn vàng trong này. Mình sẽ tôi luyện trang bị, mình sẽ luyện cái dòng này nó để nó thành băng công nè mọi người. Rồi thương pháp nội công giới hạn khí đấy, cái này cũng một lần 5 vàng đó mọi người. Băng công nào. Băng đi. Ồ, nó đang chọc tức mình đó mọi người, nó cứ huyền hỏa độc hoài à. Cái này là vốn tự có. Trời, nó cứ huyền hỏa độc hoài vậy ta. Đó, trời ơi. Mới vô đây là hết ly hỏa cố định rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành để tôi coi món này nó khó quá, mình tẩy món khác. Này ba dòng băng hết rồi, 1 2 3. Ừ, cái này tẩy được ba dòng băng hết rồi. Bây giờ mình sẽ mình chỉ còn cái này với cái này với cái này, mình còn ba món nữa thôi. Bây giờ mình sẽ gác mình tẩy luôn nha mọi người. Ok, cái này server quyền tố đúng rồi. Bây giờ mình sẽ lấy ly hỏa nha. Mình lấy 2.000 cái trước đi. Tẩy cái này cũng hơi tốn, tại vì tẩy cái này nó cũng thực chất nó cũng hơi tốn vàng với lại khá là tốn ly hỏa. Gạo gạo bay lên trời. Ơi cái tấm thảm này bay cao ghê chứ, bay tuốt lên trên luôn. Mà sao tôi bị gớt ngựa rồi à, gớt xuống bơm máu là gái.
giờ còn 3 món thôi, ráng tẩy luôn 3 món cho nó chuẩn rồi mới sẽ được thêm mấy trăm điểm băng công nữa. Thôi luyện trang bị, tẩy tới cái liên đi. Nữa à, để cất con bé vô. Khóa hai dòng này lại nè. Không nhảy luôn. Ủa nó bấm liên tục, nó có dòng băng công, nó có báo bảng không ta? Không nhé, này không phải Meteor nha, Meteor là cùi muội, ác này là băng vương. Chết rồi. Có vẻ như hơi tẩy cái này hơi nhức đầu nha mọi người. Khó nhỏ. Rồi. Lẫm tiền. Lẫm tiền mọi người. Tiền xong một món nè, tốn hết 1.500 cái cũng được, đỡ hơn đổi cái viên gì ta, tự nhiên quên mất tiêu rồi, vô tướng linh thạch, đổi viên nó tốn tiền lắm, viên nó đổi một lần là nó bằng tới một viên giảm tháng 6 rồi, nếu mà tốn tiền viên giảm tháng 6 rồi tới 20k. Rồi bây giờ là mình được một món nữa nè, vỗ tay. Giờ mình chỉ còn hai món nữa thôi, mình sẽ tẩy tới cái này nha. Tẩy cái này. Mình sẽ bỏ dòng chính xác này. Đấy, coi như là cũng hên đó mọi người. Bình thường có mấy người xui xui tẩy mấy ngàn cái cũng ra đó. Coi như là tôi cũng được dạng là, gọi là có may mắn á. Băng nè. Băng. Băng vệ sinh xuất hiện nào. Giờ là 2.000 cái được một món, vậy là cũng được không ta? 2.000 cái được một món được không? Cũng ok chứ nhở? Đây. Ra băng công nó có thông báo hả? Vậy là bấm nhanh được đúng không? Hồi nó ra mà tôi bỏ tôi bấm lố rồi tôi bắt đền mấy người á. Rồi 2.000 cái, bây giờ mình lấy thêm 2.000 nữa đi nha. Thiếu ngủ sao, ngồi chút xíu rồi chóng mặt nhức đầu mắt ói à, như có bầu nữa. Sáng giờ ngủ chưa, giờ ngủ mấy tiếng hồ chưa hết giấc. Ok bây giờ mình lấy thêm 2.000 cái để mình làm nốt hai cái món còn lại nha. Lên cũng được kha khá băng đấy. Phải kiếm cái hồ uyển chính điếp để mình thay cho cái này nữa. Hoặc là kiếm trùng uyển mua vô. Rồi bây giờ mình sẽ qua mình tẩy tiếp nha. Cứ lần 2.000 thôi. Để nhiều quá nhiều khi nó lại không uyển linh. Sẽ tiếp tục mình làm tiếp tục đến cái hồ uyển nè, để kiếm mua cái hồ uyển chính ra. Thì có ngồi chút xíu thấy chóng mặt nhức đầu rồi luôn á, chắc mình có tuổi rồi mọi người. Tiếp nè,
Có thiệt là bấm liên tục nó dễ ra hơn không? Băng, băng. Băng đi. Chóng mặt rồi đó. Đầu chóng mặt rồi đó. Băng nè, băng, băng. Băng. Băng đi mà. Đéo ra luôn. Chết mẹ rồi. Bắt đầu bụng đen ám rồi. Thôi để tẩy tới cái trùng quy coi. Luli đổi tốn tiền lắm, Luli đổi cái đó mất 3 viên giảm kháng 6 rồi, giảm kháng 6 rồi tới. Giảm kháng 6 nhiều khi tới gần. Rồi xong. Coi như là mình chỉ tốn có 6.000 trừ 80 coi như 5.000 đi. 5.000 80 cái coi như khuyến mãi đi. Mình chỉ tốn có 5.000 cái liên hỏa để mà tẩy được 3 món lên 100, 3 món lên 100. 5.000 tính ra là 2.5 kim. Tính ra là nó tiết kiệm được đến 1/3 số tiền mà mấy bạn nạp vào luôn á. Coi như là hôm nay mình cũng rất là hên luôn. Đó, thấy không? Cái này mình xài bao nhiêu tính bao nhiêu thôi. Dư thì trả lại không có tính tiền. Dư thì giao dịch trả lại không có tính tiền. Đó, mua liên hỏa của tôi hơi bị hên nha mọi người. 2.5 kim một cái. Kim tinh thạch 5 kim.
tranh thủ bán luôn. Rồi bây giờ nâng xong thì mình sẽ tiến hành mình nâng mát hết những cái dòng này luôn, lên cho nó lên 100 hết luôn. Bây giờ mình sẽ để mình dọn gương đã, dọn gương cái đã, dọn gương mình lấy kim tinh thạch mình nâng nha, nâng mát lên 100 hết luôn. Mạc này cũng mát thần đỉnh luôn rồi, được rồi mới làm nè, mát tầng 9 luôn, hồi xưa chỉ có tầng 6 thôi, tầng 6 hơn 7 thôi, giờ nó mát luôn rồi. Đó, bây giờ là lên hết là được 27k mấy băng rồi nè, mọi người xem một hồi mình làm ngọc xong các thứ rồi lên bao nhiêu nha. Mình bỏ cái này vô đã. Để coi mấy cái này là 4 tự có này, hai cái thì không đổi được. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình nâng. Được rồi đấy. Hơn là hồi xưa ạc này tôi cũng hay treo tỷ vỏ á, nên là cũng không có tốn nhiều cái đâu, tại vì mấy dòng băng nó cũng 100 hết rồi nè. Để coi dục cái này đã. Đúng rồi, 5k 3 món là quá hên luôn. 5k 3 món thì sự là rất là hên luôn á. Dạo này hên lắm mọi người, ở đây làm gì cũng hên á. Rồi 735 cái mình để sẽ kiếm mình nâng. Xong là mình sẽ nâng điêu văn lên 10 luôn. Điêu văn lên 10 luôn. Tôi coi nâng cái nào trước nha. Mình sẽ tập trung mình lấy băng công chứ, tại vì chủ quạt này muốn chơi là chơi Nga Mi chiến, mọi người không có thích đi bơm máu. Mốt mấy cái ngọc khác này mình cũng gom lên 8 luôn, mình sẽ ép thành Nga Mi chiến hết. Giờ nâng tạm lên cái lệnh bài trước đi ha. Nâng cho nó gọng gương á. Mình đã lấy kim tinh thạch 735 cái. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ lấy coi như là hồi nãy liên hỏa là 5.000 nè. Khuyến mãi 80 cái. Liên hỏa 5.000 cái. Nói thiệt luôn á, giờ này ngồi máy tính nhức đầu quá à. Tôi không ngồi được lâu luôn á. Nghĩ gì rồi, chuẩn bị bệnh này. Giờ sẽ lấy mình sẽ lấy 5.000 cái kim tinh thạch trước ơi, để mình coi nâng được nhiều hình nâng nha. Nói chung là sẽ mát hết luôn, chỗ quá này muốn mát hết. Rồi mát hết thì mình cho mát hết luôn. lấy kim tinh thạch nè, kim tinh thạch bỏ đâu nhỏ đây. Kim tinh thạch thì chỉ có giá 5 kim thôi nha mọi người, 5 cái là có 25 kim, 25 kim là tính ra có 1.250 đồng, mà mọi người mua god tới 2.000 lận. Bạn nào chơi server quyền tố thì hỏi mua god nha, mua nó rẻ hơn gấp đôi luôn rồi. Nói chung là mua ủng hộ tôi đi. Tranh thủ quảng cáo. Ok, bây giờ mình sẽ lấy kim tinh thạch mình nâng lên nè. Bây giờ nè. Nâng hết lên 10 luôn. Ở lên 100 chứ. Nhầm. Ok. 3.000. Trời ơi, 5k ly quả mà lên được 3 món giống nhau rồi. Thôi bị hên rồi đó. 4.000 nè. Chắc bị cảm rồi. Sáng nay phải ngủ sớm hơn nữa. Rồi 4.000, lấy thêm 1.000 cái nữa. Bữa giờ quay toàn dòng kim tinh thạch không mà, nên là kim tinh thạch hơi bị nhiều luôn. Chúng gì cũng nhiều hết trơn. Rồi 5.000 cái vô nè. Rồi bây giờ mình sẽ nâng hết những cái nào mà còn chưa lên nha. 100 hết rồi nè. Rồi mình sẽ coi cái nào chưa lên. Đây cái này chưa lên nè. Thôi mình nâng từ đồ công lên trước. Đồ công thì nó full rồi, quên. Thôi mình nâng từ dưới lên đi, nâng từ đồ dày lên trước. Một món từ 1 lên 100 là mình sẽ tốn 4.800 cái. Bữa mình có làm... Ủa quên. Sorry. Một món từ 1 lên 100 là tốn 1.600 cái. 3 món là 4.800. Bây giờ mình sẽ nâng thuộc tính trang bị tinh thông nè.
Rồi mình sẽ nâng Ngami thì đi hai vòng né cũng khá ok nha. Ngami chiến đi vậy được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ nâng cái này lên 100 trước. Ôi sắp hết vàng rồi nè. Hôm sau tôi sẽ khuyến mãi vàng luôn. Nghe chứ, quyền tố gì chứ vàng trong một đống. Bán đồ thương hội đầy. Rồi một vòng trước nè. Né tránh lên 100 là được 360 à. Tính ra 360 với lại 101 thể lực thì 360 nó vẫn cũng lờ hơn đúng không nhở? Hết vàng rồi. Rồi hai vòng nè đó. Quên. Để qua giao dịch vàng cái. Mà bắt không phải lóc ạt nó làm biến ghê luôn á. Lấy vàng đã. Một món nè, bây giờ mình sẽ nâng tới cái ưu đãi nha. Thật ra ổng kêu làm bữa giờ mà bữa giờ lu bu quá. Bùng bắt đầu quá. Ngủ hoài cũng không đủ. Rồi xong 100 tiếp. Ok. Tới cái hậu thủ. Sẽ lấy thêm 5.000 nữa. Hậu thủ. Nói chung mình có lấy mình nâng thôi. Dư thì trả lại có sao đâu. Bạn nào mua đồ của tôi liên quả đồ á, khi nào có dư thì tôi cũng thu lại luôn. Nên không có sợ là mua không có trả hàng lại được đâu. Rồi lấy thêm 5.000 nữa nâng cho mát. Đó chỉ số lên cũng khá khá rồi đó. Lấy thêm sorry mọi người, con chuột nó nhảy. Ok đeo kịp đây. Sorry mọi người nha. Nhỏ nữa hả? Ok nhỏ nữa rồi. Ok chưa, mình cũng làm biến nói á. Giao dịch tiếp. Ghét ghê. Rồi. Mấy là 3.000 rồi thêm 2.000 nữa. Ad này còn quay số nữa. Để bữa nào khỏe khỏe ngồi quay cho mọi người coi chứ. Treo ô tu thì cho mọi người coi, không lẽ ngồi nhìn ô tu lít thì chán lắm. Quay ngồi nó xàm xàm mới vui mà, nhức đầu quá, đâu này ngồi không được. Ngồi xíu mà nhức đầu. Rồi lấy thêm 5.000 cái nữa, 10.000. Thank you.
Miami này không biết là làm sao. Nè mà ủa sao tôi không thấy comment rồi, vượt qua đây mới thấy là để F5 đã. Đây nãy giờ mới thấy nè. Tẩy dòng vô tướng lên thạch mất một cái dòng 10. Hello Hùng Kaka. Hello, không tạo nghiệp ở dạo này không có tạo nghiệp trong game, nó chỉ tạo nghiệp ở ngoài chửi ngoài thôi. Không có làm BDS 27 nha. Ngami này không biết boost, ổng không có biết chơi. Ông nghĩ game lâu lắm mà ổng không có biết chơi. Không có làm BDS 27. Anh hãy S27 mọi người liên hệ Lê Minh nha. Rồi 100 nè, để tôi nâng tiếp tục cái món này lên 100. Cậu không phải lộn. Đây. Rồi lên 100 tiếp. Xong. Giờ tới cái hậu uyển nè, hậu uyển, hậu kiên, nón với lại cái áo. Rồi coi như là nâng sống này là mát luôn á. Chưa có chuột chuyển phái, nó còn chưa trao cốt. Chưa có trao cốt mà. Rồi nâng tiếp nè. Nâng này để hồi để kiếm coi có cái hộ uyển 8 sao này xịn xịn không, đổi luôn, thay luôn. 9x mới được, tại vì 8x nó cộng có 154 điểm mà. Nói chung cũng ít mà. Nâng cái này nhiều hơn mình ép. Rồi xong luôn. Chắc chưa tới 10.000 cái nữa. Nên luôn. Rồi lên 100 luôn. Cái nón này mới có 7 sao, hồi kiếm cái nón khác nữa. Hoặc là chỉ có thể kiếm mua trùng thôi. Nên kiếm mình thay thì nó dễ. Ôi không đủ luôn, 50.000 không đủ luôn, còn thiếu một món nữa. Thiếu món nữa mọi người, chắc lấy chỗ này chắc thêm 2.000 nữa là đủ, 12.000 chắc đủ. Lấy thêm 2.000 nữa mới đủ mọi người ơi. Đúng rồi, Băng Vương thờ Tiger Corridor. Hồi đó là hạt này của Băng Vương à. Hạt này hồi xưa là của cái anh mà bây giờ đang là chủ hạt Độc Long đó. Mọi người thấy Băng Vương Huyền Dương. Huyền Dương là S1. Có Hỏa Vương, Độc Vương nữa. Hỏa Vương là Từ Huy, Độc Vương là hạt Độc Vương là hạt Jackie 916 bây giờ. Độc Vương là hạt này cả đó. Lấy thêm 2.000 nữa là đủ. Thì những cái chóng mặt đầu của trời, thì muốn ngủ tiếp nữa. Lấy thêm 2.000 ở đây. 2.000 chắc đủ rồi, hy vọng đủ. S27 tôi không có làm server mới, không có cạnh tranh được với mấy anh mấy chị đâu. Làm server cũ rồi mọi người. Rồi lấy thêm 2.000 nữa đi. Ok.
Server Huyền Tố thảm bay quá trời quá đất luôn, thảm bay có mấy càng cái à. Namuru Simona. Người tắt quạt nó thổi vô đầu nhức đầu quá. Mở máy lạnh cũng nhức đầu, mở quạt cũng nhức đầu. Ây da. Rồi 100, còn một dòng cuối. Dòng cuối chắc nhiêu đây, chắc dư rồi. Tại 1 lên 1, 1 lên 100 là chỉ có 1.600 thôi. Đã dư rồi. Rồi coi như là tốn hết 11.000. Ở đây còn 340. 340, 1.000 trừ 340 là còn 640. Vậy là 11.640 cái kim tinh thạch. Kim tinh thạch nè. 11.640. Ok. Đó, coi như là mát hết tinh thông luôn rồi đó. Mát hết tinh thông luôn rồi đó. Để bây giờ mình sẽ đi mình kiếm coi trong chuông hội có bán gì không nha. Xì tin của Sam vẫn còn y nguyên. Thảm như thấy bán có 8k một cái ở bên Huyền Tố nhiều lắm. Huyền Tố gì nó cũng nhiều hết trơn á. Nhiều nó rẻ. Để mình kiếm nè, vô một trang bị nè. Bây giờ mình sẽ kiếm cái nón trước. Bộ phận trang bị cái gì ta mão. Cấp trang bị 9 9 sao thì dẹp đi, 8 sao trở lên cấp là 9x. Rồi mình coi đây. Ôi 8 sao cùi quá. Rồi không có cái nào xịn hết. Mình kiếm tới cái hộ uyển. Rồi hộ uyển cũng không có cái nào xịn luôn. Rồi cái này thôi mình phải chế thôi. Rồi, coi. Cái áo đi xịn nè. Rồi xong, bây giờ sẽ coi như là mình xong cái phần tinh thông rồi đó.